Chào các bác nhá. Chào mừng anh em lại quay lại với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh, chạy ong Tân Ánh các bác nhá. Như các bác thấy này, thùng quay mật, vật tư nuôi ong, dụng cụ nuôi ong, nói chung là rất là nhiều ấy. Clip hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu thùng quay mật 4 cầu, giá bình dân thôi, nhưng mà 4 cầu này 4 cầu inox, inox toàn bộ các bác nhá. Thế ngoài ra thì các bác có nhu cầu về thùng 2 cầu này, hay là thùng 2 cầu đa năng cho ong ngoại đã có hết các bác nhé. Hai cầu bên shop này là hai cầu cải tiến đấy, chứ không phải hai cầu truyền thống đâu. Và clip này giới thiệu cho các bác chính là cái bốn cầu inox này, bốn cầu inox nha các bác nha, inox toàn bộ hết, inox cao cấp hết các bác, inox toàn bộ, inox cao cấp hết. Đây, thứ nhất là cái vỏ này này, vỏ này là bằng inox, loại inox xịn, các bác thả lâm châm vào đây là không có hít đâu nhé, thả châm này không có hít. Ở trong này nó có một cái xương này, người ta gò quấn vào đây thì các bác để lâm châm đây nó hít cái xương trong này là bằng kẽm. Còn cái thanh ngang này, thanh sáng ngang này nhé các bác nhé, thanh sáng ngang này là chất liệu nó bằng inox nhưng mà nó gọi là inox nhiễm tồn dày. Thì đối với cái dòng này nó không có inox không nhiễm đâu, phải lấy inox nhiễm thôi. Thì chỉ có cái sáng ngang này là các bác thả vào lâm châm hít, còn là inox nhiễm, inox nhiễm nhưng mà là inox chỉ là inox không gì. Còn ngoài ra nhé, lồng quay này, tất cả hệ thống lồng quay, trục quay này, hệ thống lồng quay, hệ thống đỡ cầu là toàn bộ bằng inox hết, inox hết. Những cái mối hàn cháy đen ấy thì nó có chấm một chút sơn nhũ trắng để cho nó sạch sẽ, tất cả bằng inox hết. Kết cấu của cái thùng này, kết cấu của thùng này nhá, là nó đáy trong nón các bác nhá, đây này, đáy trong nón này, đáy trong nón và có lỗ tháo mật, có lỗ tháo mật. Thì và các bác, một đây là các bác sẽ thiết kế đế chân để các bác hứng mật, hay là các bác kê lên. Thế còn các bác nào muốn mua đế chân bên shop thì bên shop có đế chân cho các bác luôn, thêm 200.000 nữa là được bộ đế chân. Thế còn cái thùng này thì là báo giá với các bác là sẽ chưa có đế chân. Cơ cấu quay này là 3 vòng bi rồi để các bác nắm được này, vòng bi của trục đứng này, 2 vòng bi của tay quay này, đấy, 2 vòng bi của tay quay. Bánh răng này là bánh răng gọi là bánh răng tầm trung, không to không nhỏ nhưng mà nó răng là nó mập, răng nó dày, nó bám rất là tốt, chắc, không bao giờ bị trượt, không bao giờ bị lỗi nhá. Đấy, không phải là to quá, không nhỏ quá, gọi là bánh răng tầm trung, bánh răng mập đấy, bánh răng mập vững nhá. Đây các bác xem này, cả tay quay luôn. Mới với những hàng lần trước ấy thì nhiều khi cái tay quay ngoài này vẫn bằng sắt, nhưng mà đợt này ấy, là đã quán triệt lại với xưởng ấy là bằng inox hết. Đây, cả cái tay quay này bằng inox luôn, cả cái ngoài này bằng inox hết luôn. Đây các bác nhé, chỉ có gọi là có mấy con ốc bắt này thì nó gọi là bằng sắt thôi, bằng kẽm thôi, hay là cái tay cầm tay sách như này nhá, thì là bằng sắt thôi. Còn lại toàn bộ là full inox hết các bác nhé. Đấy, thì đây là cái thùng này, thùng 4 cầu. Thùng 4 cầu này được cái ưu điểm của nó là nó cũng không to lắm, nó nhỏ gọn, các bác có thể là xách tay di chuyển nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Và với 4 cầu quay này thì là cho một lần cũng ong mình xích tới, mình cắt được quay 4 cầu là cũng vừa hợp lý. Và dùng cho các bác là chạy ong của các bác có thể là từ 50 đàn cho tới 100 đàn, cho tới 150 hay 120 đàn thì dùng cái thùng này cũng rất là hợp lý rồi nhé. Đấy, thùng quay 4 cầu quay theo cái lực ly tâm, lực ly tâm là các bác thả cầu là các bác quay một lần là sẽ dắt hết mật luôn, dắt hết mật luôn, nó hút theo cái lực ly tâm, hút theo chiều nghiêng chứ không có hút theo chiều dọc. Mật nó không có văng theo chiều dọc, nó văng chiều nghiêng. Thì cái khoang trong này nó chứa nhộng, chứa ấu trùng, nó không bị ảnh hưởng. Đấy, nó không ảnh hưởng, nó không bị hại nhộng, không bị hại ấu trùng. Các bác thả ở đây, các bác quay một lần duy nhất là sẽ cắt sạch mật luôn. Đấy, không cần phải quay lần thứ hai, không cần phải quay ngược lại nhé. Đây nó là lực ly tâm, nó hút một vòng như vậy là sẽ sạch tưng cho các bác luôn nhé. Đây là cái thùng quay này, là thùng quay mật 4 cầu full inox, tất cả dành cho ong nội các bác nhá, dành cho ong nội thôi, còn dành cho ong ngoại thì nó phải thiết kế khác, nó phải cao hơn, tại vì cầu ong ngoại nó sẽ cao hơn cầu ong nội nhá các bác nhá. Thì đây cơ bản là các bác xem video này các bác thấy này, tất cả là bằng inox hết, rất là chắc chắn, rất là chắc chắn rồi các bác. Thế giá thành thì nó là dưới 2 triệu, còn các bác liên hệ trực tiếp với shop để biết thêm chi tiết hơn chi tiết nhé. Đây, cái này là đáy hình chóp nón này,
Và cái viền dưới đáy này cũng có cạp thêm một cái đế chân bằng tôn này nữa, gập lại để nó không bị bén nha các bác nhé, không bị bén gập lại. Đấy, thì các bác có thể là không dùng lỗ thao mật thì các bác nhít nó lại, còn các bác dùng lỗ thao mật thì các bác để lên đế chân, các bác thiết kế thêm đế chân hoặc các bác kê nó lên, đấy là tùy các bác trong quá trình sử dụng nhé. Đấy, thì giới thiệu chi tiết cụ thể của các bác như vậy. Thanh này vẫn là bằng inox ấy, nhưng mà nó là inox hút 500 thôi, nó không có hàn không gì đâu. Đấy nhá. Nó là thanh thanh tôn bẹt. Đấy thanh tôn bẹt. Đấy các bác theo dõi quan sát này. Ở bánh răng mập rất là chắc chắn. Tất cả lồng trong này là bằng inox hết, tay quay bằng inox hết nhá. Còn là thùng quay mặt 4 cầu. 4 cầu lại full inox nhá. Rồi các bác theo dõi clip đã kỹ càng rồi thì các bác có đưa ra quyết định mua hàng. Tham khảo cái mẫu này thì các bác liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại mà tôi đã ghi một trên màn hình nhé. Hân hạnh được phục vụ các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Chúc các bác sức khỏe, thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.